Vừa qua, Bộ Công Thương đã công bố chiến lược xuất khẩu gạo giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. Chiến lược xuất khẩu gạo được xác định là giảm lượng, tăng giá trị bằng cách nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu để đáp ứng nhu cầu cao của thị trường. Cụ thể, đến năm 2020, tỷ trọng gạo trắng phẩm cấp thấp và trung bình không vượt quá 20% tổng số lượng xuất khẩu. Theo chiến lược này, từ nay đến năm 2020, mỗi năm xuất khẩu từ 4,5 đến 5 triệu tấn, giá trị bình quân từ 2,2 đến 2,3 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn từ năm 2021 đến 2030, lượng gạo xuất khẩu bình quân 4 triệu tấn, giá trị xuất khẩu từ 2,3 đến 2,5 tỷ đô la Mỹ. Về thị trường xuất khẩu, sẽ củng cố và giữ thị phần tại các thị trường truyền thống, trọng điểm như Philippines, Indonesia, Malaysia, thúc đẩy quan hệ thương mại gạo theo hướng ổn định, bền vững, hiệu quả, củng cố duy trì thị phần gạo Việt Nam trong cơ cấu nhập khẩu gạo của Trung Quốc. Bên cạnh đó, phấn đấu tăng thị phần gạo Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu gạo của Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Trung Đông, Châu Phi, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Đại Dương.